Mẹ thương con đã hy sinh trọn kiếp, vạn niềm đau mẹ giấu kín trong lòng. Mẹ cười vui tuy đời không thuận ý, miếng ngon mẹ nhường hơi ấm trao con. Mẹ đừng vội xa bỏ con mẹ ơi. Hai mến chào người Nam nhé. Hôm nay Như Ý xin giới thiệu với người Nam một dòng mixer số hàng bãi của Nhật, model đó là Roland VS1680. Con này nó có hai máy effect riêng biệt, hai cái fader tạo effect riêng biệt luôn ha. Con này nó có tổng cộng đầu vào nó là 8 line. 8 line. Chạy điện áp autovol ha, 100 đến 200. Nói đến Roland thì anh em hiểu chắc âm nó rất là tuyệt vời, đặc biệt là những cái dòng sản phẩm chuyên cho sự kiện hay chuyên sân khấu, chống UTA rồi đơn, các loại đơn. Đó, và trong đó có mixer, một thiết bị hợp âm của nhạc cụ thì không thể thiếu ha. Con này thì hàng bãi của Nhật ha, ngoài của Nhật mà đen cho băng thì đang áp autovol. Đầu re của nó thì em đang câu hai đường master đây đi xuống cốt nè ha. Rồi re LXE, LXB, monitor nữa, nói chung là tổng cộng tới 8 đầu re ha. 2, 4, 6, 8 đầu re. Còn đầu vào nó thì tổng cộng cũng 8 đường. Thì đường số 1, đường số 2 này thì hai đường này là ưu tiên cho mic bởi vì nó có cấp nguồn phantom tông. Còn 3, 4, 5, 6, 18 đường cắm mic được hết ha. Chỉ có nếu mà mic nào mic condenser thì đưa vô 1, 2 để mình cấp nguồn cho nó ha. Đây thì mic dynamic thôi ha, mic thường. Đó. Thì ngõ re nó cũng đơn giản vậy thôi. Còn cái tem nó nằm dưới đây nè anh em. Tem nó nằm dưới đây. Đây ha. Đấy, tem đây. Đó, mà đen cho bàn ha. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ test nhạc cho anh em nghe. Nhạc thì ngon lành, nhạc thì đang cắm cái line số 7 số 8 ha. Line số 7 số 8 đây, hai là nhạc đây ha. Thì 7 này. Niềm đau mẹ giấu kín trong lòng. Mình lấy tín hiệu đang đưa qua con con bị quay nè anh em ha. Con bị quay mời anh em mà đi ngồi đây có xịn ha. Ok đây. À, đây là lo sấp hả anh em, nghe sấp không? Đây, đây là lo full ha. Hai con ren audio này công suất của nó là 2300W ở 8 ohm ha. À, đó, công suất rất cũng chuyên đánh. À, full đôi xúc kết thì đều được hết không? Con này giá 16 triệu ha anh em ha. Con code B-Way V-Edit B-Way này là giá 3 triệu ha. Code Mỹ xịn không? Em nhìn sơ đồ nó biết Mỹ xịn không này. Còn bàn mixer Roland VS1680 này giá 7 triệu rưỡi ha. Đấy em đã báo giá chi tiết ha cho anh em xem tham khảo ha. Bây giờ mình sẽ test tiếng micro này. Micro mình cắm line số 1 thì mình alo. Alo, à, quên, xuống mở cái này lên. Mở cái này lên mình có tín hiệu chứ. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 9, 10. Anh em nghe mình nói cái tiếng mic mọc thử cảm nhận như thế nào. Con Roland này đi cái đủ điểm đi làm sự kiện không? Con này thừa đó nha anh em. Nó thiệt là thừa luôn. Đi làm sự kiện quá ngọt ngào luôn. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 9, 10. Đó, nó tiếng nghe phức đẻ lắm. Tiếng nó ấm áp và nó dày vô cùng. Mặc dù mình nói trong cái phạm vi này nè, anh em ha, là ta ru rất gì đâu. Khi chỉnh chuẩn phong rồi khó ru lắm, khó ru lắm. Alo, 1, 2 nhìn dàn đèn nữa lên này. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Hết. Bắt đầu effect này ha. Reverb này. Hết. Mời everyone em. Reverb số mà xịt thò, êm lắm. Em ha. Rồi. Giờ tới fader số 2 là fader Ocho ha. Ocho này. Ocho con này thôi dẻo luôn. Quéo quéo luôn. Alo, alo, 1, 2, 2, 6, 7, 10, 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 mạnh hơn thì đưa cái này lớn hơn ngược lại.
2. Phê lắm. Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi, vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh, vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em. Phê lắm, tiếng xì xì của nó rất là phê. Hát cái mic của chuối. Cái mic bài sĩ, ba sĩ, ba sĩ nha nè, của đất SR900 ba sĩ. Nói chung là bộ này hơi bị ngon đó nè, chỉ cần một con mixer anh em thấy không? Một con mixer tín hiệu đưa đầu vào, tất cả đưa đầu vào vô mixer ha. Mic, micro, guitar, organ, trống, đờn đưa hết đây ha. Tổng hợp đưa xuống một con Rosver, từ Rosver đưa xuống một con men đánh full, một con men đánh sub, thế là xong. Dàn nhạc cực kỳ đơn giản, hiệu quả, không có rườm rà như hồi xưa nữa. Bây giờ cho hiện đại đi, và nền nhạc rất là hay. Nhà thì đang tiết phải đang tiết ra đi hát mong sao để lại chút gì cho con. Lời là vô đối luôn ha anh em ha. Ok, giá là báo chi tiết. Người anh em nào có nhu cầu sở hữu những món đồ ngon lành cà đào thì liên hệ ha, 0909 04 36 79. Rất cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi clip. Xin chào, hẹn gặp lại.